Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hoa hồng bằng ống hút. Đầu tiên các bạn chuẩn bị một cái chậu để cắm bông hồng. Và ống hút màu đỏ và màu xanh lá. Keo, sữa. Rồi, đầu tiên chúng ta cắt đôi ống hút màu xanh ra để làm thân hoa hồng. Và cắt ba để làm lá. Rồi, ta cắt lá cho hoa hồng. Lá này chúng ta chỉ tượng trưng thôi ha. Rồi, sau khi cắt xong, ta dùng sóng của cái sóng dao rục giấy vuốt cái cánh đó cho cong lại cho đẹp. Rồi, xong phần chuẩn bị lá. Thân hoa hồng ta cắt từ trên xuống khoảng 3 cm để làm cái nhánh hoa khác. Cắt xéo. Rồi, bắt đầu ta làm hoa hồng. Hai ống hút ta nhập đôi lại để xéo xuống. Rồi chúng ta quấn. Bạn xếp theo mình. Cũng rất là đơn giản. Chúng ta quấn rồi xếp rồi quấn. Rồi, tới cuối chúng ta cắt phần thừa đi. Rồi, cắt chừa ngắn khoảng 1 cm. Rồi chúng ta vẽ cốp nó vào cái kẽ của cái lần xếp. Rồi, chúng ta đã có một cái hoa hoàn chỉnh. Rồi, chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ gắn vào cái lá, cái cuốn, rồi gắn vào thân. Rồi, chúng ta cứ tiếp tục xếp. Cứ một nhánh hoa hồng thì chúng ta xếp 2 hoặc 3 hoa ha. Rồi, chúng ta quấn vô.
chưa. Rồi chúng ta để ráp vào cái thân cây. Rồi chúng ta ráp cái hoa thứ hai vào cái kẽ nhánh mà nãy ta vừa mới cắt á. Rồi chúng ta đã có một cái cành hoa. Rồi bắt đầu chúng ta ráp vào chậu nha, cắm vào chậu. Rồi chúng ta chuẩn bị một cái chậu để cắm. Rồi keo sữa. Cái phần keo sữa này sẽ giúp chúng ta cắm cho cái cành hoa chúng ta dính vào cái chậu cho nó chắc. Rồi bắt đầu cắm. Cắm vào keo sữa. Cắm ra. Các bạn có thể cắm tùy ý, làm sao cho cái chậu hoa của mình theo cái sở thích của mình. Rồi xong, chúng ta đã có một cái chậu hoa hoàn chỉnh. Các bạn thấy sao? Từ những cái ống hút đơn giản mà chúng ta đã có một cái chậu hoa hồng thật là xinh xắn. Chúc các bạn thành công.